Marantz 1250 Gold là một trong những dòng âm ly rất là nổi tiếng của hãng Marantz ở phân khúc 20 hoặc là hơi 20 hơn. Và hiện tại thì em đang giao các bác là giá đúng chuẩn 20, rất là đẹp luôn nha. Con này là các bác nào mình chốt được con này là may mắn đấy, nó mới lắm. À, có hai tem LB ở bên nước ngoài họ giá này các bác, con này California USA nha. Đây, cái rack này. Đấy, bên đó nó về còn luôn này. Đấy, mới tinh các bác. Còn là mới không tì vết. Phản ươm luôn. Con này em đang giao các bác là 20 nha. Ai em vừa có điện thoại một tí nha. Bộ gô zin nha các bác. Con này như mới luôn. Gip JBL những dòng L100-4312 đồ vô tư với công suất là 330W. Con nặng hơn 20kg nha các bác. Giá 20 bao ship nha. Giá tốt nhất là yêu thương nhất cho các bác rồi. Và nhìn phía sau này các bác thay đổi mới liền. Trở kháng là 4-16 ohm nha. 330W. California USA. Mới tin. Cọc tiền các bác cọc khoảng 2 triệu giúp em nha. Còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt thẳng vào giá trị sản phẩm là 200 ngàn. Và còn lại là 19.800 nếu chuyển khoản đủ nha. Đây, các bác nhìn vô gỗ này. Gỗ zin của nó nha. Còn cọc tiền thì vẫn giá 20 nha các bác. Và sau đây em mở nội thất bên trong đây các bác cùng xem. Máy thì bao zin tuyệt đối hết. Con máy chất nước ngoài về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha. Các bác nhìn cái chất nó căng luôn. Quá mới. Vâng, đây là nội thất bên trong. Đấy, các bác còn 7 màu luôn này. Đấy, tủ. Đây là cái relay. Đấy, những con 1250 tiếng đó, các bác nghĩ chi tiết là nhờ nó có trang bị hệ thống lọc công suất nha. Lọc công suất trước khi ra loa cho các bác cùng nghe nên tiếng rất chi tiết. Ốc ác 7 màu luôn nha, tăng phô này. Nó chạy 8 sò sắc Marantz nha bác, 8 sò sắc Marantz. Mới gọi là xuất sắc luôn. Bác nào yêu mến con 1250 này về chơi thì alo cho em nha. Được cái em nó tiếng sạch sẽ chi tiết và được cái chỉnh được bass mic chép này. Chỉnh bass mic chép nha, mạch vàng trưng bày rất là đẹp. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Bác nào lấy em nó thì cứ alo cho em nha. Cọc tiền cọc khoảng 2 triệu. Còn chuyển khoản đủ em bớt thẳng vào 200 ngàn. Là giá đã bao ship tận nơi. Cọc 2 triệu thì các bác nhận hàng và thanh toán là 18 triệu nha.